Đang đóng bò lên xe giao cho khách nha anh chị. Bò thì nói chung là mẫu kiểu lớn con dữ lắm. Đây. Đang lên xe mấy con bò nữa nè. Bò bự con lắm nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mua bò thì liên hệ em. Anh em đang lên bò Angus, kem Pháp, Bô Lai Xin, nói chung là thể loại nào cũng có. Và được cái là anh chị mua bò trên kênh của em sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán ha. Sẽ được bảo hành về vấn đề thay chữa nếu như mà nó báo mang thai ha. Đây, đang lên mấy con bò đi giao cho khách nè anh chị. Bò bự con lắm nha. Lên. Lên. Bà con cô bác anh chị nào mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta muốn mua bò giá rẻ, chị muốn mua bò giá rẻ thì chúng ta có thể vào nhanh lên vào cái video này nha anh chị nha. Ngày hôm nay phải gọi là mức giá bò phải gọi là cực kỳ rẻ, cực kỳ rẻ cho anh chị mua về nuôi. Cô chú anh chị bạn nào mà có nhu cầu mua nuôi thì có thể mua những con bò này về mình nuôi làm bò cái nền cũng được. Mình nuôi làm bò cái nền cũng được mà mình mua mình làm bò dỗ béo cũng được. Mà nói chung với cô chú anh chị và các bạn nha, những con bò này là những con bò phải gọi là để sinh sản được. Những con bò nào mà để sinh sản được thì em sẽ bán cho anh chị. Còn những con bò nào mà nói mà không sinh sản được là em báo giá thịt. Cô chú anh chị các bạn yên tâm. Đối với kênh mua bán của em có 1 thì nói 1, 2 thì nói 2. Ví dụ ở đây cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn vô đây. Hạ máy quay xe xuống một chút xíu. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn ở đây có một con bò cái đang mang thai lứa đầu. Con bò tơ đang mang thai lứa đầu. Và với mức giá 17 triệu là một cái mức giá phải gọi là khá hợp lệ. Bao chữa cho anh chị luôn. 4 tháng chữa con này. Bao chữa 4 tháng. Và giá của con bò này chỉ có 17 triệu thôi là anh chị chúng ta đã có được một con bò mang thai về nuôi làm bò cảnh, bò kiển, bò nền, bò đẻ, bò dỗ béo gì cũng được. Cái bên là một con bò cái cũng là cái tơ. 12 triệu cho con bò này. Anh chị có thể thấy không? 12 triệu thôi là anh chị có thể là có được một con bò về mình nuôi đẻ nè. Nè anh chị, 12 triệu cho một cuộc tình. Đây con này 12 triệu nha. Con này á thì nói về rúng á, thì đầy đủ. Bông ức, chân móng nè. Sái lưng, sái mặt thì nghiêm chỉnh. Con này chỉ 12 triệu thôi. Chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m22. Và cái con kế bên là cái con bò này 17 triệu. Bao chữa 4 tháng. Tơ đang mang thai lứa đầu. Con này không biết chữa gì nha. Nói thiệt. Chứ nhiều khi em nói với anh chị đi, em lãnh chữa cho anh chị là lãnh bao chữa. Rồi ở trong cái bụng nó em đâu có thọt tay vô chổng em mò, hay là em đâu có mổ ra em coi, hay là chụp hình siêu âm được đâu mà dám lãnh anh chị con đó là con bò gì. Ông trời ổng còn chưa biết nữa nói chi em. Nhiều khi em đứng em bán, em nói thiệt với anh chị nha, mà có một cái nỗi khổ tâm là em bán giùm cho người ta mà còn bị cái người ta nói nặng nữa. Ví dụ em bán cho anh chị con bò mang thai, ok anh chị về anh chị khám trong vòng 3 ngày em nói là em lãnh chữa, anh chị nhờ bác sĩ thú y gần nhà khám lại, bò có chữa thì thôi, chứ em đâu có biết được chắc chắn 100% trong đó là con gì. Nhiều khi anh thú y ảnh bơm tin con kem rồi đẻ con bò 3B rồi sao đó. Rồi nhiều khi người ta nói là người ta bơm tin bò đực chắc ăn 100% mà cũng vẫn đẻ bò cái. Rồi nhiều khi em nói với anh chị, vợ em, ví dụ nha, vợ em đi siêu âm tới chừng đẻ ra mới biết được. Chống máy nữa nói làm chi. Em còn chưa dám lãnh nữa. Siêu âm bác sĩ mà em còn chưa dám lãnh nữa. Giờ anh chị nói lời con bò này chữa con gì trong đó sao em biết đường em trả lời. Rồi anh chị thích anh chị mua, anh chị không thích anh chị lướt qua.
chốt giá con bò siêu kế bên cho anh chị luôn, 15 triệu. 15 triệu con bò cái tơ khoảng tầm 12 tháng anh chị. Chân móng giò cẳng nè anh chị xem, 12 tháng 15 triệu. Mức giá ngày hôm nay là một cái mức giá phải gọi là đại hạ giá cho bà con cô bác anh chị nhà mình. Mua về nuôi làm bò cái nền cũng được, mua về mình nuôi làm bò đẻ, bò sinh sản, mình dỗ béo cũng được, mình giết thịt cũng được. Nói chung là thôi mình mua về mình nuôi để mình đừng giết nó tội. Anh chị nào thích mua thì liên hệ giùm em. Và kế bên con này 13 triệu, 13 triệu mà con bò. Ê, à, đâu, 10, à, nãy 12, 17, à, con này 15, con này 15, xin lỗi, 15 triệu, con bò chiều cao tại phía sau khu 1m3 luôn, 1m3 không tới, thiện 1m29, chắc ăn với anh chị tại phía sau khu, đó, con bò ba lớn, 15 triệu, anh chị nào mua bò về làm bò đẻ cũng được, bò gì cũng được hết, nhưng mà mức giá này chỉ có trong cái video ngày hôm nay thôi nha. Còn anh chị muốn có nữa, mà bò này không phải là bò cóc, em nói cho anh chị các bạn biết rồi, không phải bò cóc nha, bò cóc em không không bán, bò cóc bò cỏ bán làm gì, mai mốt người ta chê, ở kênh Út bán bò nhỏ nhỏ không à, nên em không không bán. Rồi cam kết anh chị giao đến kiểm tra trước khi thanh toán, nguyên hình nguyên dạng nó, ngoại hình thì đảm bảo nghiêm chỉnh, không áp xe, không chặt lỗi gì hết. 15 triệu nè, đây một con bò cái tơ, 15 triệu nè, một con bò cái tơ và hai con bò bên đây, con này bao chữa và con này tơ. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em, cam kết với anh chị bò này không phải là bò nhỏ con, không phải bò cóc bò cỏ nha, chứ đối với anh chị không biết như thế nào là bự, như thế nào là nhỏ. Đó, anh chị nào xem cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ em. Chốt giá cặp này mỗi con có giá là 15 triệu nè, còn con này 17 triệu bao chữa 4 tháng, bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên. Còn con kế bên này 12 triệu, mua về làm đám giỗ ăn luôn. Hay nè, bò 17 triệu bao chữa nè. Rồi thì anh chị cô chú nào mà muốn mua thì có thể liên hệ ha. Rồi thì em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.